các bạn muốn mua nhà đất trực tiếp chủ không qua môi giới, vậy thì bạn đến đúng nơi rồi. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây, cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà. Chào mừng các bạn đến với xem nhà online, kênh YouTube review nhà đất không phải môi giới. Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà tổ ngay mặt tiền kinh doanh ở bên quận Nhất nha mọi người. Hiện tại em đang đứng ngay trước mặt mình nè, đây là đường Trần Hưng Đạo nha mọi người. Đi về Đặng Gẳng là mọi người sẽ tới được ngay đường Nguyễn Thái Học đó mọi người, để mà sang được quận 4 nha mọi người. Thì phía bên đây, đây là cái ngã ba của đường Nguyễn Cảnh Chân và đường Trần Hưng Đạo nha mọi người. Đó, thì cái vị trí của mình đó là ngay mặt tiền kinh doanh luôn, cho nên là mọi người có thể là kinh doanh mua bán, cho thuê hay là ở cũng được đó nha. Sau khi từ Trần Hưng Đạo quẹo vô Nguyễn Cảnh Chân á, mọi người đi tầm đâu đó khoảng chừng 20-30 mét thôi. Mọi người nhìn bên tay trái nè, đó mọi người thấy cái nhà có cái bảng nước ép này nè mọi người. Ở nhà mình có cái địa chỉ là TK26-5 đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận Nhất nha mọi người. Ở cái đường trước nhà của mình thì rất là rộng luôn, chỗ này là xe hơi xe tải là tới được từng nơi luôn. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em để bên góc trái video, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Đây là vị trí của nhà mình, nhà mình là ngay mặt tiền kinh doanh nha mọi người, rất là rộng luôn. Ở sát cái bên Trần Hưng Đạo, cách Trần Hưng Đạo chỉ khoảng 20-30 mét thôi. Thì ở dưới đây á là nhà mình đang kinh doanh nước ép nha mọi người. Em quay bên trong cho mọi người xem nha. Đó, đây là cái khu vực đằng sau. Thì nói chung là nhà này á là nhà tổ đó giờ luôn, chưa từng qua mua bán nha mọi người. Gia đình ở đây là mấy thế hệ luôn rồi nha. Đây là khu vực ở đằng sau nè. Tiếp theo là khu vực lầu 1 nha mọi người. Đây là bên trên lầu 1 nè. Thì do dưới đây á là có bàn thờ á, cho nên là em xin phép không quay chúng bàn thờ, nhưng mà quay về là mọi người cũng thấy được cái diện tích nhà rồi đúng không. Thì nói chung á là nhà này á là nhà tổ luôn nha mọi người, là đó giờ luôn, chưa từng qua mua bán. Và do gia đình đang ở đông á, cho nên là đồ đạc hơi nhiều cái xíu, mọi người thông cảm nha. Đó, đây là cái phòng bên ngoài. Còn ngoài đây sẽ là ban công nha mọi người. Đây ban công nè, và đây là view nhìn ra mặt tiền của mình nè. Đó, rồi bây giờ em sẽ quay tiếp cái khu vực còn lại nha mọi người. Đây là khu vực còn lại nha, là ở đằng sau là mình có một cái nhà vệ sinh nè mọi người. Đây cái nhà vệ sinh ở đằng sau nha. Tiếp theo là em quay khu vực lầu 3 nha mọi người. Do lầu 2 á là người ta đi làm rồi, cho nên là khóa cửa, cho nên không có quay được bên trong. Đây là khu vực bên trên lầu 3 nè. Thì là cái phòng lầu 2 á là cũng y chang như trên lầu 3 luôn nha. Phía bên đây á là có một nhà vệ sinh ở cuối nhà nè, nhưng mà do đang có người cho nên không quay được nha. Ở đây là không gian bên trong phòng. Nói chung là nhà này là nhà lâu đời luôn, chưa từng qua mua bán nha. Ngoài đây sẽ là cái ban công của mình. Và đây là cái view mặt tiền nhà mình nè mọi người. Đó. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.